Kính chào cô chú đang xem kênh. Hôm nay em quay giùm anh Nghiệp kênh Cuộc Sống Gần ở Hậu Giang. Có một lô cây nguyệt quế tàn khủng, phôi mai, bông giấy. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị. Dạ xin chào bà con trên mọi miền đất nước. Hôm nay em nhờ kênh Cuộc Sống Cần Thơ làm video giao lưu bà con. Hôm nay gồm có các loại cây như nguyệt quế, phôi mai vàng và kim quýt, bông giấy Mỹ và dâm bụt, ổi phụng, giao lưu cùng bà con. Và cảm ơn bà con đã nhiệt tình giao lưu những clip vừa qua. Và hôm nay em làm một video giao lưu bà con, mong bà con ủng hộ. Số điện thoại của em là 0977 097782. Dạ không mất thời gian bà con, em vô cây nguyệt quế. Cây khủng mà chú. Cây nguyệt quế tàn bà con ơi. Cây này mã số 0 à. Rồi cây này mã số 0 nghe bà con. Cao mấy mét chú? Chiều cao 4 mét. Cao tàn là 4 mét. Chắc hơn á chú ơi. Chắc 5 mét luôn á. Vậy hả? Thì 4 mét, 4 mét rưỡi đi. Chắc ăn. Không tới 5 đâu. 5 cao lắm. 4 mét à em ơi. Đế điều hả chú? Đế điều. Do cây tàn, cây lớn bà con không môi đế. Nó xịt sơ sơ nước thôi. Cho bà con thấy đế rồi. Cây sắn rồi. Cây sắn, già cây rồi. Hoành lớn hả chú? Cây này cô chú vườn nói 40 năm, hơn 40 năm vậy. Rồi đo hoành thân đi. Rồi hoành thân 73 72. Rồi đo thoát thân này 60. Thoát thân 60. Đường kính bầu, đường kính bầu là 85. Mã số 0 là nguyệt quế nha bà con. Có trái luôn, có bông. Giá sao chứ? Giá này, cây này giao lưu qua điện thoại đi. Rồi số điện thoại giao lưu là 0977 097782. Yeah. Tiếp theo luôn chú ơi. Tiếp theo là mã số 2. Kim quýt. Mã số 1 ha. Thôi nguyệt quế. Cây nặng quá bà con ơi, thông cảm nha. Chờ trong giây lát. Kế tiếp mã số 1Y. Lô này ký hiệu chữ Y nha bà con. Mã số 1Y là phôi nguyệt quế. Thôi hoành lớn bà con ơi. Chi đều hả chú? Chi tàn đa. Đế đều. Rồi thông số đo trước rồi. Chiều cao là 1m3. Tán ngang đây là 70. Tổng hoành thân là 74 bà con ơi. Phôi này phôi lớn rồi. Ừ, phôi đại rồi. Bonsai đại. Bonsai đại. Thì tổng hoành đế là 2 mét. Mã số 1 quê giao lưu giá 5.700.000. Bao ship toàn quốc luôn đi. Rồi. Này nặng à. Nặng lắm bà con ơi. Rồi đổi cây. Tiếp theo luôn chú ơi. Tiếp theo mã số Y2. Là phôi kim quýt bà con ơi. Đế sao chú? Đế đều. Đế đều luôn. Đây. Thần chậu đây môi bà con thấy nè, đế đều luôn bà con ơi. Đế lực luôn nha. Chiều cao là 70 bà con ơi, hoành bôi thân là 45.
mã số Y2, Zalo giá 3.400.000, bao ship toàn quốc luôn bà con ơi. Không chậu hả chú? Rồi không ship chậu bà con ơi, dọc đường nó bể. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo luôn chú ơi. Kế tiếp mã số Y3, cũng là kim quýt bà con ơi. Bonsai, dáng bonsai, chiều cao 61, tán ngang 30, đế điệu nghe bà con, hoành thân là 17, mã số Y3 giao lưu giá 1.900.000, bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây. Không chậu. Không chậu, không chậu, không ship chậu bà con ơi. Kế tiếp mã số Y4 là phôi mai vàng bà con ơi. Ờ, 5-7 cánh. Một cốt giót luôn ha. Một cốt giót. Cây dáng siêu. Đế điều. Đế điều. Rồi chiều cao là 2,5 m, hoành thân là 45, đường kính bầu 59, mã số Y4 giao lưu giá 6.000.000, bao ship toàn quốc luôn. Cây ship cũng nặng lắm. Ừ, cây này nặng lắm. Rồi. Kế tiếp mã số Y5 là giấy Mỹ bà con ơi. Cây này cũng đại luôn. Cây đại luôn. Dáng long. Một cốt lớn luôn phải không? Một cốt lớn dáng long luôn. Rồi, chi cành lắc lượng luôn bà con ơi. Chi cành đầy đủ. Đây chi nào chi nấy nè, bằng cổ tay cùm tay luôn. Cho mượn thước dây ơi. Mượn thước dây. Thước dây. Đo giùm anh cái. Cái này đo trực tiếp đi. Tại này lớn nè. Đo. Bảy mươi hai. Quành thân. Đo cái củ kìa. Cũ là 102. Cao. Cao 2,5 m. Giá chú. Giá này Zalo qua điện thoại luôn bà con ơi. Số điện thoại là 0977 0977 82. Rồi, kế tiếp. Tiếp luôn chú ơi. Rồi, kế tiếp mã số Y6. Là giấy Mỹ bà con ơi. Đây nguyên củ quái nha. Chiều cao là 71. 70. Cái hoành của củ này là 71. Đây nè. Đây hoành củ là vị trí này 71. Hoành thân ở đây là 39. Cây ra ra chồi nha bà con. Này, đâm chồi vậy. Cây này ship cây không ship chậu nghe bà con. Giá lần chú. Rồi mã số Y6 vô lũ giá 4.000.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi. Không ship chậu. Rồi ship cây không ship chậu. Kế tiếp mã số Y7, bông giấy sát pháo. Rồi thông số là chiều cao là 108. Hoành thân 35. Mã số Y7 Zalo giá 1.500.000, bao ship toàn quốc. Cây này có chỗ này nha. Đây. Đây có chỗ này phải lũa không? Rồi sành đá hết rồi. Rồi mã số Y7 Zalo giá 1.500.000, bao ship toàn quốc.
Rồi đổi cây luôn. Rồi, tiếp chú. Kế tiếp mã số Y8. Cũng là bông giấy sát pháo bà con ơi. Chiều cao 98. Hoành thân 51. Này vô chậu 5 nha. Sát pháo rồi chứ. Sát pháo, cây này không bọng nha bà con. Cái này bao đặt nha. Zalo giá 2.500.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số Y9. Là ổi phụng mà con ơi. Cái ổi này thần 2-3 tháng rồi nha. Ra đọt hết rồi. Bao sống bà con ơi. Thân lắc lượng. Cây già cây lắm rồi, cây ổi dư gí là cỡ này bự lắm rồi. Chiều cao 1m1. Tán ngang 42. Hoành thân 18. Giá 1.200.000, bao ship toàn quốc luôn. Giá mềm luôn hả chứ? Giá mềm, bao ship tới nhà bà con ơi. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số Y10 là chiếu thủy lá lớn. Da đen. Đen da xanh không biết. Cây già cổ nha bà con. Nu hết rồi. Chiều cao 1m08. Hoành thân là 32, dáng phụ tử nha. Tổng hoành đế 140. Cái này giao lưu giá 1.900.000, bao ship tới nhà luôn bà con ơi. Không chậu. Ừ, không chậu, không ship chậu bà con. Chậu ra tới bể. Ừ, chậu đem cũng bể à. Rồi, đổi. Rồi, tiếp luôn chú ơi. Kế tiếp mã số Y11. Cũng là ổi phụng luôn bà con ơi. Ổi lá gí nha. Chiều cao 85. Tán ngang 50. Hoành thân 23. Cái này bự bà con ơi. Đế đều nha. Giao lưu với 1.300.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Tiếp luôn chú ơi. Kế tiếp mã số Y12. Khế chua bà con ơi. Khế chua mini. Thân lắc lượng. Đế quái luôn. Thân này quái dị cà na bà con ơi. Chiều cao 80. Hoành thân 17. Mã số Y12. Giao lưu giá 550k. Bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Kế tiếp mã số Y13. Cũng là chiếu thủy lá lớn, da xanh. Cây nu nặng hết bà con ơi. Tay cành đủ rồi. Đây tay cành đều luôn. Trải chị chứ hả chú? Ừ, trải hết rồi. Chiều cao 1m4. Hoành thân là 35. Hoành đế 125. Giao lưu với giá 2.200.000, bao ship tới nhà luôn bà con ơi. Đổi cây. Rồi tiếp tục chú ơi. Tiếp tục mã số Y14 là khế chua bà con ơi. Đây thân lắc lượng, tay cành có đủ rồi. Chiều cao 75, hoành thân 15. Đế quái nha. Hoành đế là 75. Mã số Y14 giao lưu giá 600.000, bao ship tới nhà. Kế tiếp mã số Y15. Giấy Mỹ bà con ơi. Củ bự liền hả chú? Có củ bự đặc luôn, không mục nha bà con. Đang năm tược luôn. Đang năm chồi.
trời, cũ luôn hay chú? Không mục, không lũa nha bà con. Đây, có chỗ này bị quá đá. Chạy da, nhưng mà quá đá rồi bà con ơi. Nếu mà nó mục là nó mục luôn. Ừ, mục là mục luôn rồi. Này kéo mặt rồi. Kéo à. Chi. Ngắt rồi. Đây nguyên một bệ cũ luôn. Ngắt không bọng luôn. Đặt cứng luôn nha bà con. Chiều cao 1,5 m bà con ơi. Hoành thân là 60 ngay vị trí này. Đây. Cũ. Tổng hoành cũ là 1,5 m. Hoành cũ 1,5 m. Rồi. Mã số Y15 giao lưu giá 5.700.000, bao ship toàn quốc luôn. Rồi giao lưu. Kế tiếp mã số Y16 là bông chiếu thủy lá lớn da đen. Cây đế khủng nha bà con. Chủ nhà chặt giờ trải chì hết rồi. Trải chì hết rồi. Chiều cao 90. Hoành thân là 38. Thân lắc lượng hay chú? Thân lắc lượng. Chi cành cũng cổ cổ rồi. Tổng hoành đế 1,4 m. Mã số Y16 giao lưu giá 1.300.000, bao ship toàn quốc bà con ơi. Cây này ship nặng lắm. Rồi đổi cây. Tiếp luôn chú ơi. Kế tiếp mã số Y17. Mai tứ quý bà con ơi. Tứ quý nha, cây già rồi. Lên da me, da vú sữa rồi. Đế quái luôn, củ quái luôn. Thông số luôn chú. Chiều cao 1,5 m. Hoành thân 37. Hoành đế là 110. Mã số Y17 giao lưu giá 1.900.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Kế tiếp mã số Y18. Chiếu thủy lá lớn da đen. Cây tai cành có đủ nha bà con. Bẻ qua nhạo hết bà con ơi. Chiều cao 65. Hoành thân vị trí này là 52. Tổng hoành đế là 143. Mã số Y18 giao lưu với giá 1.600.000, bao ship toàn quốc. Rồi, tới luôn, tới cái đó luôn. Rồi tới này quê 18. Chiếu thủy kim giòn. Chi đều luôn hả chú? Ừ. Tặng dù rồi con ơi. Xương chi về đặt luôn. Ừ, xương. Cái thằng này siêu bông phải không chú? Siêu bông. Đế đều luôn. Đế đều luôn bà con ơi. Chiều cao 1,4 m. Đọc luôn chú. Tán ngang 1 m. Hoành thân là 32. Giao lưu giá 3.500.000, bao ship toàn quốc. Trong chậu hả chú? Trong chậu. Rồi. Dâm bục đi. Tiếp theo mã số 20Y. Y20 là dâm bục bà con ơi, bục cổ. Mã số 20 dâm bột cổ. Đây nguyên bệ luôn rồi con ơi, đặt cứng luôn. Bự quá trời luôn hả cháu? Ừ, nguyên. Này nặng cỡ 150-200 kg á, bụi này. Chiều cao 1,3 m. Tán ngang 1 m. Tổng hoành này là 135 nha, chứ không phải hoành đế nha. Thân cậu luôn hả chú? Ừ, tổng hoành này là 135 nha. Mạnh luôn rồi nè. Rồi thân là diện 34.
đây cái này con lớn nè, cốt lớn ha. Ừ, cây đại diện là 34 có bông đỏ luôn. Bông đỏ, ừ, bông đỏ. Mã số Y20 giao lưu giá 3.500.000, bao ship toàn quốc luôn bà con ơi. Không chậu. Không chậu nha. Rồi kế tiếp là Y21 là dâm bụt đỏ luôn bà con ơi, bụt xưa. Tiếp luôn, tiếp luôn. Chiều cao 1m. Y21. Bông mới đỏ gực. Bông đỏ. Ừ, cây một cốt nha. Tàn đa. Tán ngang 70. Hoành thân vị trí này là 53. Đây. Hoành thân là 53. Giao lưu giá 1.900.000. Bao chip toàn quốc. Còn cái nào đó chứ? Rồi mã số Y21 cũng là cuối clip. Dạ. Rồi. Dạ xin chào bà con và cảm ơn bà con đã xem kênh và giao lưu ủng hộ. Dạ xin hết.